chào mừng cho đại hội hôm nay là đưa ra các tiết kết quả xin chào các quý vị đại biểu để đại hội một số tiết mục văn nghệ thay mặt cho đội văn nghệ thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe về kết quả quý vị đại biểu toàn thể các đồng chí trong đại hội chúc sức khỏe hạnh phúc chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng ạ. Để mở màn cho chương trình văn nghệ, trên đây xin mời quý đại biểu cùng toàn thể đại hội một ca thể hiện bài múa về bản em và múa của bản thể hiện xin mời chương trình. Duy nhất hải sổ đến tấm ngày hội số 14 thì là đặt số 14 trên số 12 duy nhất hải sổ đến tấm đặt quốc lộ
Thank you.